Hello cả nhà. Hôm nay mình đi làng hoa Sa Đéc. Đây là mũi tên có hai hướng đi lại làng hoa. Một là mình quẹo bên tay trái, làng hoa cách 3 km. Hai là mình đi thẳng, làng hoa cách 1 km. Rồi, mời cả nhà cùng đi vào làng hoa Sa Đéc khám phá bên trong có hoa gì nha các bạn. Đó, mua bông đây. Giờ mình chất bông lên xe này các bạn ơi. Đó. Cái anh đang ngồi trên xe chắc là anh trai mình, anh con của dì thứ tư. Đây là hai vợ chồng của chú. Bán bông trắng trắng. Đủ rồi hả chú? Dạ. Chú đếm đủ thôi đó, con không đếm lại đâu. Con không có đếm lại à. Đẹp ghê chưa? Trường đẹp, rất đẹp luôn các bạn ơi. Còn thấm nữa. Chú đang lên trang cho mình đây. Ở gì? Chậm xíu là hết rồi. Dạ chỉ nhanh hơn, bởi vì nhanh hơn người ta bước, còn nó chậm xíu hết rồi. Ta lấy giờ hồi sáng đi hết 50 cây rồi đó. Ở vậy nhớ ngày qua chị nói còn cỡ cũng được 200. Nó rộ hết trơn đó các bạn. Dạ rồi, quay phim quảng cáo. Quảng cáo mà giờ nó dặn nữa chắc là đợi nó lâu mới có. Ai đặt hàng thì hãy comment bên dưới giúp mình nhé. Chị chừng lấy 20 cây hồng đó các bạn ơi. Lô bông này là khoảng 200 cây. Mà phóng lên chắc thấy ông tưởng ông chuyên nghiệp chứ không, phóng lên chắc. Người ta còn qua 40 cây nữa. Thấy thường không mấy bạn? Búp búp. Nở gì là vừa đây nè. Dạ. Rồi mình lấy 20 cây hồng. Chắc chị hay ha, em thôi không đủ chỗ.
Ủa là cái chậu này của ổng hay vậy? Ờ, chậu ổng đó. Ôi trời. Đó, lên xe rồi đó các bạn ơi. Rửa tay ở đâu? Cũng mơn kìa. Cũng mơn hả? Đây đâu có nước. Chắc cỡ đó vậy. Xăng lại thôi vậy. Rẻ, hay biết không? Xe nào ăn nhiêu anh Út? Chở tiếng này ăn nhiêu? Đưa xe trang nóng đi. Đi lại đằng đó có cái lu kìa, trong chỗ trần nắng. Cậu chậu của ông sách rồi bỏ lại. Chắc gì nó có văng xuống không? Chờ chở nó văng xuống không? Chắc không có dây không? Rồi nữa chờ 40 cây kia nó thấp á, dời xuống nha. Dạ. Nó giỏng giỏng nó văng á. Dạ. Cô bác xe này chạy im vậy mà. Đi vô chỗ chùm mã nó có hai cái lu á. Xe mình đó các bạn ơi. Đó. Ôi ơi. Chừng 10 giờ mấy, 10 giờ mấy, 11 giờ chú cho nó nằm nằm lên hả ta? Vậy cho nó nằm lên đó. Đi không coi. Đó. Hai chồng bay đi đâu? Cỡ cỡ này thôi. Cỡ cỡ này không 40 cây. Cỡ này thì chắc gì 40 cây dư dất luôn. Cái này chắc còn 60 70 80 cây. Dạ. Cái này nè. Dạ. Cao quá thả xuống nghe thôi nó rớt á. Rồi. Ủa sao đón đầu này không đi đường đó trời. Ở đây. Gì hả? Bởi vì con đón đầu này không đi đầu kia. Xe thành phố 51. Dạ yeah, được không? Xe của anh Nguyễn Văn Đúc. Đây. Ai có nhu cầu chạy xe liên hệ số điện thoại đây. Nguyễn Văn Đúc. Giới thiệu xe luôn. Ra đi bảy cho nút bánh lui xe vậy. Không 0939 8971 16 liên hệ xe Nguyễn Văn Đúc chạy là chở các loại luôn, chở đồ gãy, chở bông. Quay lùng nè, cầm quay đi, quay cho tao ơi. Quay nha, quay nha, đừng có nhúng nhích máy nha, đừng có quay nha. Ông nội ơi, mẹ là đồng quê, bỏ lên được cái máy đi. Hôm
nay được lên YouTuber luôn. Vậy bữa đó nó lên rồi mấy thằng khùng nó dọn cảnh nó kêu lấy 7 chỗ lại rước tôi ra coi. 7 chỗ chưa có mua mà.
mình đã hoàn thành xong cái quá trình đi vận chuyển hoa về tới nhà để đóng thùng giao cho khách. Trước tiên là mình sẽ giao 100 cây bông trang màu trắng cho thầy ở chùa đã đặt. Riêng đối với các bạn có nhu cầu mua thì comment bên dưới giúp mình ghi là trang trắng hoặc trang hồng phấn, hoặc là trang lá trung, hoặc là trang siêu bông. Trang siêu bông nằm bên đây. Đó, vậy là mình đã hoàn thành hành trình vận chuyển hoa về tới nhà. Đây, phía bên đó là vườn bông của mình. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Chúc các bạn có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Ai có nhu cầu mua bông, thích yêu thích bông và cần bông để trồng xung quanh nhà cho đẹp mà rẻ tiền thì hãy comment bên dưới giúp mình và mình sẽ liên hệ lại để tư vấn cho các bạn bạn mua bông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh của bạn Thế Giới Lân Gừng. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.